Về quê chơi nhặt được thỏi vàng trị giá 2,3 tỷ đồng. Khi về quê chơi thì hai đứa trẻ đã vô tình nhặt được những thỏi vàng với trị giá lên đến hơn 2,3 tỷ đồng. Truyền thông Pháp mới đầy đưa tin về việc hai đứa trẻ khoảng 10 tuổi đã vô tình nhặt được những thỏi vàng có giá trị khi chuyển đến nhà người thân tại trì thánh Vendom Pháp vào thời điểm quốc gia này đang thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội. Nguồn tin từ BFM TV cho biết, sau khi chuyển đến nơi ở mới, hai đứa trẻ bắt đầu chơi đùa quanh nhà. Chúng định xây dựng một pháo đài cho nên muốn kiếm những vật dụng có thể làm được. Vô tình chúng đã nhặt được những thỏi vàng được bọc trong các tờ giấy báo cũ. Bố của bọn trẻ ban đầu tưởng rằng chúng đã tìm được hộp đựng dao cho đến khi nhìn thấy những thỏi vàng. MBM TV cho biết, theo các nhà đấu giá địa phương thì đây là những thỏi vàng và mỗi thỏi có cân nặng khoảng 1 kg. Những thỏi vàng này dự kiến sẽ được bán đấu giá tại trung tâm đấu giá Rolac tại Vendome. Tổng giá trị của số vàng là khoảng hơn 100.000 USD, là hơn 2,3 tỷ đồng. Theo chuyên gia đấu giá thì ông Philippe Rulak cho biết rằng những thỏi vàng này có thể là của bà ngoại hai đứa bé đã từng mua vào năm 1967 và làm mắt. Chúng tôi đang chờ vàng tăng giá đầu năm 2020, mỗi thỏi giá trị 43.000 euro.